Buổi chiều ngày hôm nay thì anh Phương đang tranh thủ ghép một bộ dàn karaoke với gọi là 2 trong 1 siêu siêu VIP dành cho những anh em có khả năng đầu tư cao. Đây là một bộ cấu hình âm thanh mà phải nói rằng anh em Vân Ta vẫn hay nói với nhau là như cậu với mợ, bởi vì khi chúng ta sử dụng những đôi loa đời rất là cao của hãng JBL dòng loa JBL 15 với cấu hình một bát 40 và một chép kèn, cũng là chép kèn neo luôn, chép neo bát neo. Hàng các bác nhìn nó long lanh đến độ gần như mới luôn. Nhìn nó có độ sang chảnh và chất lượng. Các bác thấy rằng là đôi loa này như anh Phương với anh em đánh giá là nó là những đôi loa mà được cả về hình thức lẫn chất lượng âm thanh cũng như đẳng cấp về thương hiệu. Hàng thì còn đẹp như mới luôn. JBL 75. Những đôi loa tuyển như này chúng ta chơi lâu dài và có giá trị rất là cao. Bền bỉ theo năm tháng, sang trọng và đẳng cấp. Quá đẹp. Chơi được đôi loa này là giống như kiểu có cái tài sản quý trong gia đình. Đấy, chơi lâu dài và bền bỉ. Vì nghề của người đàn bà thì thấy thích làm nên trái tim mọi người thật là ấm áp. Cảm ơn thật nhiều. Đến từ công nghệ của Mỹ và một bộ mic đời cao ngất ngu, đó là mic PO790. Một cái cấu hình như thế này bình thường ta thấy rằng là khi mà mua lẻ chúng ta sẽ phải mua với giá cao hơn rất nhiều so với khi anh em mua combo. Một combo như thế này với mức đầu tư nó đâu đó khoảng độ 60-70 triệu là chúng ta có một bộ karaoke rất là hay như này. Đấy. Và combo này thì khi mà cộng lên thì anh Phương cộng với mức giá theo như giá phổ thông nó sẽ rơi vào tầm khoảng 73-74 triệu, và nếu như các bác mua combo này sẽ được giảm giá còn lại là 71 triệu. 1 triệu nhân giao lưu với các bác luôn để cho nó nhanh này, mùa Euro mùa cuối này giao lưu của các bác, mời các bác hãy dành vài phút để cảm âm. Mọi chi tiết thì hãy gọi anh Phương với số máy 0971998555. Xin cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.